Chia tay Công Phượng 8 tháng, Hòa Minzy úp mở đã có tình mới. Nữ ca sĩ Bắc Ninh vừa đăng ảnh kèm theo dòng status khá mờ ám. Liệu có phải cô nàng đã tìm được hạnh phúc mới sau một thời gian chia tay Công Phượng? Từ sau khi tuyên bố chia tay với Công Phượng, Hòa Minzy chỉ tập trung vào ca hát cũng như các dự án nghệ thuật và ít khi nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng, nữ ca sĩ Bắc Ninh bất ngờ úp mở việc hẹn hò khi đăng tải một bức ảnh kèm theo dòng status nhiều ẩn ý. Trong ảnh, Hòa Minzy ngồi gần sát một anh chàng nhưng không khoe mặt mà chỉ để một bên cánh tay. Điều đáng chú ý nhất của bức ảnh là dòng caption "Đúng người đúng thời điểm" khiến fan nghi ngờ rằng Hòa Minzy cuối cùng cũng là con tim đã vui trở lại và đang muốn lấp lửng khoe tình mới với người hâm mộ. Bức ảnh và dòng status mới nhất của Hòa Minzy trên Instagram khiến fan nghi ngờ rằng cô đã có tình mới. Nhiều người cũng nhận ra điều đó và mong cô nàng hạnh phúc. 8 tháng sau khi chia tay Công Phượng, Hòa Minzy ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ. Có vẻ như nữ ca sĩ đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nhan sắc gây thương nhớ của Hòa Minzy. Không chỉ Hòa Minzy úp mở tình mới, cách đây không lâu, Công Phượng cũng đăng tải những hình ảnh nhiều ẩn ý, đặc biệt là thấp thoáng xuất hiện một cô gái bí ẩn trong ảnh. Có vẻ như chàng tiền đạo xứ nghệ cũng đã tìm được hạnh phúc mới trước cả tình cũ của mình. Tham gia showbiz chưa được bao lâu, Thúy Vi đã tặng quà khủng cho em trai thế này. Dù tham gia vào showbiz chưa được bao lâu, nhưng Thúy Vi đã kiếm được bội tiền và chịu chi quà khủng tặng em trai khiến ai cũng phải choáng. Mới đây, Thúy Vi bất ngờ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tặng cho em trai một chiếc xe phân khối lớn và điện thoại iPhone. Có thể thấy em trai của Thúy Vi còn ít tuổi nhưng được chị gái rất nuông chiều, thậm chí em trai của Thúy Vi còn đi bar quá sớm. Hot girl Cà Mau được biết đến khi cô chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc giữa Miyu và Phan Thành. Trong khi Phan Thành và Miyu chuẩn bị làm đám cưới, lúc đó dư luận xôn xao tin đồn Phan Thành bắt cá hai tay, đó chính là cô nàng Thúy Vi. Từ đó mọi hoạt động của Thúy Vi đều được mọi người chú ý, mặc dù lúc đó cô mới học hết cấp 3. Thúy Vi cũng là cô nàng công khai phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt và thân hình bốc lửa hiện tại khác xa so với trước đây. Tuy nhiên, đây lại là một lợi thế đối với cô nàng có tham vọng lấn sân vào showbiz Việt này. Thúy Vi đã từng bước thực hiện những điều cô mong muốn để nổi tiếng và giàu có. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng sứ, Thúy Vi đã trở nên xinh đẹp hơn. Cô nàng nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo đại diện thương hiệu, đắt show, có ngày cô kiếm được hàng chục triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống của Thúy Vi và gia đình cô trở nên sung sướng hơn. Mặc dù em trai Thúy Vi hãy còn ít tuổi, nhưng cũng hay ăn chơi, đi bar không kém gì cô chị. Khánh Thi phải thở oxy ở hậu trường vì kiệt sức. Dù sức khỏe không tốt, nữ hoàng Dancebox vẫn vừa nhảy vừa hát đến tiết mục cuối cùng trong live show để đời. Live show kỷ niệm 25 năm làm nghề của Khánh Thi diễn ra tối ngày 10 tháng 6. Sau nhiều buổi luyện tập suốt ngày suốt đêm, Khánh Thi gần như kiệt sức khiến cả ekip lo lắng vì tình hình sức khỏe của cô. Trước khi show diễn bắt đầu, cô ngồi bệt trên sàn nhà, phải thở bằng bình oxy để lấy lại sức. Đứng bên cạnh Khánh Thi, gương mặt Phan Hiển lộ rõ vẻ lo lắng cho bà xã. Anh đỡ vợ đứng dậy để vào vị trí chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên. Cô được ekip chăm chút tỉ mỉ suốt show diễn. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển ôm nhau khi chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn tiết mục của cả hai. Trong suốt quá trình tập luyện, Khánh Thi nhiều lần khóc và cáu gắt vì quá áp lực. Mỗi lần như vậy, Phan Hiển đều ở bên, vỗ về bà xã của mình. Cặp đôi hôn nhau tại hậu trường live show kỷ niệm 25 năm làm nghề của Khánh Thi. Khánh Thi được chỉnh trang nhan sắc trước tiết mục nhảy tango cùng Chí Anh. Khánh Thi nắm chặt tình cũ Chí Anh để lấy lại bình tĩnh trước khi ra sân khấu. Cặp đôi một thời của Dancebox Việt Nam tái hiện lại câu chuyện tình yêu của hai người từ khi cùng nhau sang Pháp học múa và sau đó chinh phục nhiều đỉnh cao của làng thể thao. Sau khi vừa hát vừa nhảy một vài tiết mục, Khánh Thi gần như gục ngã ở hậu trường. Dù vậy, khi bước ra sân khấu, cô vẫn giữ được vẻ đẹp lộng lẫy và hoàn thành hết các phần biểu diễn của mình. Nhan sắc mặn mà ở tuổi 36 của nữ hoàng Dancebox Việt Nam. Hậu chia tay, Hoàng Anh vẫn vui vẻ gặp gỡ, nhưng Kỳ Hân lại đối xử với Huỳnh Anh như thế này. Dường như Huỳnh Anh vẫn chưa thể lấy lại được trạng thái cân bằng ngay khi sau chia tay. Thời gian vừa qua, khán giả được fan xôn xao trước thông tin cặp đôi Huỳnh Anh, Hoàng Anh đường ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Không những cả hai đều đăng tải dòng trạng thái tâm trạng hậu chia tay, mà nhiều người cũng bày tỏ tiếc nuối về mối tình đẹp như mơ của đôi trai tài gái sắc. Huỳnh Anh và Hoàng Anh thở còn mặn nồng. Sau khi tuyên bố chia tay, cả hai tỏ ra khá thoải mái, thân thiết ngồi cạnh nhau khi cùng tham gia một sự kiện. Dù trên trang Instagram cá nhân, Hoàng Anh thường có những dòng status tâm trạng, tiếc nuối kỷ niệm với người cũ, nhưng khi gặp lại, người đẹp vẫn vui vẻ trò chuyện. Nam diễn viên điển trai từng chia sẻ, chúng tôi vẫn có thể gặp gỡ nhau, hẹn nhau đi ăn, đi xem phim, nhưng không phải là yêu nhau như trước, cả hai chỉ còn là tình bạn. Cặp đôi chia tay khá êm đẹp và thậm chí sau khi đứt gánh giữa đường, nữ MC xinh đẹp vẫn gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của bạn trai cũ khi biết anh chàng bị cảm. Trong khi đó, lần chia tay với Kỳ Hân lại khiến chàng hot boy khốn đốn hơn nhiều. Siêu mẫu sinh năm 1995, dứt khoát cạn tình với Huỳnh Anh, dù anh chàng nhiều lần tìm cách gặp nhưng Kỳ Hân đều né tránh. Vẫn còn tình cảm nhưng đột ngột bị Kỳ Hân đề nghị chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Bởi vậy Huỳnh Anh từng bị sốc và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, làm bạn với bia rượu. Thậm chí siêu mẫu Kỳ Hân còn phát ngôn, mặc dù là Huỳnh Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng với tôi đó không phải là mối tình đẹp, khiến nam diễn viên cầu vòng tình yêu cũng phải đắng lòng xót xa. Nếu như sau khi chia tay, Hoàng Anh vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với Huỳnh Anh, thì Kỳ Hân lại cố tình né tránh, không muốn liên lạc qua lại với người cũ. Những hình ảnh ngọt ngào và màn đối đáp có 102 của vợ chồng Lương Thế Thành. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc nhất showbiz Việt hiện nay. Say nắng nhau ngay từ nụ hôn đầu tiên khi đóng chung bộ phim Trái tim hoa hồng, song cũng phải sau một thời gian dài tìm hiểu và góp gạo thổi cơm chung, Lương Thế Thành và Thúy Diễm mới quyết định về cùng một nhà vào tháng 4 2016. Sau khi kết hôn, cặp đôi khá bận bịu với việc tham gia đóng phim, quay quảng cáo. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm ngọt ngào, kể cả trên mạng xã hội. Mỗi khi một nửa đăng tải bất cứ hình ảnh hay dòng trạng thái nào trên trang Facebook cá nhân, Lương Thế Thành đều thể hiện sự quan tâm bằng việc bấm nút like. Anh còn thường xuyên để lại những bình luận hài hước, âu yếm cũng có, để thể hiện tình cảm với vợ. Trước lời than thở của vợ, cuộc sống này nhiều áp lực quá chồng ơi, làm sao cũng khó, nhắc em đi chơi nữa đi, Lương Thế Thành ngọt ngào nhắn nhủ Thúy Diễm, đi đâu nữa, em đi nơi đâu là anh đi nơi đó. Khi Thúy Diễm thổ lộ, cho em một vé về với tuổi thơ, Lương Thế Thành hài hước trêu chọc vợ, về nhà đi, tôi cho một vé rượu chén nấu cơm, lâu nhà quá tuổi thơ luôn. Đang quay bộ phim Vợ Thằng Đậu nên Thúy Diễm đăng status nói vui rằng, em làm vợ thằng Đậu nha, bye bye ông Thành. Đáp lại, Lương Thế Thành nhắn vợ, nhớ nha, tối nay cho ra đường ngủ luôn. Trước dòng tự sự của Thúy Diễm, ngẫm đi ngẫm lại cuộc đời trôi qua, những người đi qua mình đã gặp, từng người bạn thân, rước thân giờ đâu hết trơn. Sau một quãng đường dài gần 10 năm làm nghề, còn mỗi ông chồng là thân nhất, Lương Thế Thành hài hước động viên vợ, có tôi được rồi còn đòi hỏi gì nữa hả? Có luật mới đăng hình con lên mạng hoài là bị phạt, tôi đăng hình chồng lên hoài có bị phạt không ta? Dòng status dễ thương này của Thúy Diễm ngay lập tức nhận được phản hồi không thể đáng yêu hơn từ Lương Thế Thành. Có tôi phạt nè, dám lạm dụng hình ảnh của tôi hả, hình phạt là cho hung một cái. Há nhô cả nhà, tôi là con phụng khùng hậu đậu. Thúy Diễm hài hước nhắc đến tạo hình của mình trong bộ phim đang đóng Vợ Thằng Đậu. Và Lương Thế Thành đã để lại dòng comment không thể khó đỡ hơn, nhìn là biết rồi. Lương Thế Thành cũng thường xuyên động viên và thể hiện tình yêu dành cho vợ. Trong một dòng status, anh viết, xã ơi hãy mạnh mẽ lên, đừng chán nản, con đường phía trước của vợ chồng mình còn dài lắm. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em, hãy nắm tay anh thật chặt nha em. Sau một năm cưới nhau, cặp đôi vẫn đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc của đời sống vợ chồng son. Dù bận bịu với công việc, nhưng có thời gian, Lương Thế Thành và Thúy Diễm lại cùng nhau đi du lịch. Lương Thế Thành từng chia sẻ, trong nhà vợ anh là tay hòm chìa khóa. Từ khi mới yêu nhau, anh đã giao việc quản lý tài chính trong nhà cho cô, vì tin tưởng Thúy Diễm là người phụ nữ đảm đang, biết tính toán và chi tiêu hợp lý. Dù vậy, trước khi làm việc gì, Thúy Diễm đều hỏi ý kiến chồng. Giữa cặp đôi luôn có sự bàn bạc trước mọi quyết định lớn nhỏ. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt hiện nay. Phi Thanh Vân được trai đẹp đưa đón đi làm, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên chàng trai lạ mặt trẻ măng. Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân hay tự lái xe đi làm. Tuy nhiên, chiều vừa qua, người đẹp gây bất ngờ khi có tài xế mới rất điển trai. Anh chàng ân cần mở cửa xe cho nữ diễn viên. Phi Thanh Vân tình tứ khoác tay hot boy lạ mặt đến công ty mỹ phẩm của cô. Nữ hoàng dao kéo, diện váy ren xẻ vạt cao, khoe vóc dáng thon thả và đôi chân dài sexy. Nhiều người tưởng Phi Thanh Vân đã có tình mới sau ly hôn, nhưng cô giải thích đây chỉ là một người em hot boy tên Cao Anh Tiến, hiện là người mẫu. Sắp tới anh làm đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm của Phi Thanh Vân, thay thế hình ảnh Bảo Duy, chồng cũ của cô trên các sản phẩm. Phi Thanh Vân tự tin với vai trò của một nữ doanh nhân. Cô kinh doanh khá thành công, mua được nhiều nhà đất và tài sản lớn. Người đẹp khoe mới sắm chiếc xe hơi thứ 6. Công việc thuận lợi nhưng Phi Thanh Vân vẫn lẻ bóng, chưa muốn yêu ai vì sợ phải san sẻ tình cảm con trai sẽ thiệt thôi. Cao Anh Tiến ngồi dự họp cùng Phi Thanh Vân và các đối tác. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ đi Hàn Quốc thăm dò thị trường, tìm hiểu công nghệ sản xuất mỹ phẩm của nước này để học hỏi phát triển việc kinh doanh. Cô còn tiết lộ đang có kế hoạch tham gia một cuộc thi nhan sắc tổ chức tại Mỹ. Phi Thanh Vân muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ doanh nhân thông minh và thành đạt.